luật mà thầy nói đó, bắt nguồn từ cái luồng hình mà nó ở trên mặt, triển khai ra nhiều nơi, thì trong đó là lý do tại sao thầy triển khai mà cổ dân mình nó bảo thủ lạnh. Lúc mà thầy triển khai ra ở dưới đó thì có nhiều anh em cảm đội, anh em học trò một thân mà giỏi đó, mà lớn tuổi rồi chứ không có nhỏ gì đâu. Nói tụi nó thiệt thầy chứ, tôi không thích thầy triển khai chứ. Cái mặt mới là độc đáo, mới là khác thiên hạ chứ không vậy. Thì triển khai với tay chân thì cũng giống người ta thôi, sau lưng cũng vậy, trên này cũng giống giống thôi, nó giống như đầu giống. Tôi là làm đồ hình, tôi đâu làm kinh lạc gì đâu. Mà tôi làm gì tôi thấy qua thực tế, tôi thấy rằng có những cái bệnh mà chữa mặt hiệu quả kém, hiệu quả không cao, thì tôi mới chuyển ngay xuống dưới tôi thử làm sao. Vì cái chiếu hình chiếu nó cho phép mình chuyển ngay xuống dưới. Thấy chưa? Ở đây mặt mình chiếu đây là đi dùng ngó đây nè. Thì dĩ nhiên là cái này là tấm gương lớn, thấy không? Thì nó chiếu cái mặt mình chiếu xuống. Từ cái mặt mình chiếu lên đây, từ mặt mình chiếu lên đây. Đó. Thì nó cũng nằm trong lý thuyết phản chiếu thôi chứ không có gì. Nhưng mà thử nghiệm thì thấy đỡ rồi. Tại vì khi mình làm mặt được, làm cái này là được. Và làm ra sau lưng là được. Thì mình bê nguyên cái mặt đôi, mặt mình bê, mình để ra có điều mình đặt ra ria lớn nè. Mình làm phóng phóng lớn nè. Thì nó là phóng to thu nhỏ. Đây trong đó có lực. Thu nhỏ là vô đây, nguyên cái mặt thu đây, đúng không? Đây vô đây. Còn phóng to là nguyên mặt thu đây. Ra sau lưng nè. Thu nhỏ vô lỗ tai nữa. Đây, tức là mình còn có rất nhiều nơi mình chưa có làm, chưa có nghiên cứu sâu, chưa có làm nhiều. 80% là thầy thấy các bạn làm ở mặt không? Bỏ những cái khu vực khác quá trời luôn. Phí là phải không? Bị cái mặt nó tiện nghi như vậy, nó tiện lợi đó, nó tiện lợi đó. Mà nó cũng nhanh, nhạy. Nhưng mà thầy báo rằng theo học kinh nghiệm đó, thì mình làm ở lưng đó, là chữa những bệnh khó hay đó. Lưng mà nếu bệnh mà tôi cũng có vô lưng hay nó bền hơn. Còn mình cấp cứu ở mặt hay rồi, cấp cứu với mấy người nhỏ nhỏ rồi là mặt nhanh lắm. Nhưng mà riêng lưng là bệnh mạng tính hay cấp cứu từ mặt với lại buồn phía trước này. Còn cái bàn tay với lại cái lỗ tai nè, nó đau một cái bệnh gì thôi nhưng mà đau khó trị lắm nha. Thì vô bàn tay với cái lỗ tai này. Ví dụ thì kể chuyện này, cô Margulis là vũ công ở Canada, vũ qua của tâm rồi vũ ở Bắc thì cũng muốn được, vừa tới Huế cũng được, vô tới miền Nam muốn được, đau đầu gối sao muốn, ai đời người muốn mà đau đầu gối sao muốn trời. Thì cái anh bạn anh về muốn đó, thì anh có nói 11 giờ đêm gõ cửa anh kêu. Ông làm ông lợn giúp cho tôi. Cái bà đó cũng trong nổi tiếng Canada mà bây giờ phải vô tới thành phố Hồ Chí Minh người ta bán vé rồi trơn mà chơi uống được không sao vậy. Hôm mai ông làm ơn ông vô ông ra ngoài Sài Gòn ông ghé khách sạn đó tôi đưa ông đi rồi ông gặp giữa ra. Thì mình cũng mang bèm mình đi. Đi tới thì thấy rồi anh đợi ăn sáng. Ăn sáng xong rồi thì hỏi chuyện thì bà bị cái bệnh cảm lên. Ông bạn bị đau rồi mình cảm cả tuần nay rồi táo bón nó vui. Thế thì thầy hỏi để thầy làm tôi 9 giờ làm tới 12 giờ mới đầu mình nghĩ đau rồi có gì đâu, chuyện nhỏ cho đến đời đừng có tưởng chuyện gì chuyện nhỏ chuyện lớn nha. Có ngày vỡ mặt đơn vị. Cái bệnh này có gì nghe nó tôi đau đây nè, cái bệnh đau đây có cái gì đâu, có thể đâu mà không có tin thua đâu. Thế mình cũng đâu chịu đầu gối thì có gì đâu tôi được à, vô làm vậy mà làm đầu gối mà nó nổi làm mấy tiếng ngồi luôn hơi làm đủ thứ nó nổi vậy kêu luôn hỏi mấy tuấn đi nhưng mà bả nghĩa là mặt chiếm được tấm biển á làm để cho mình hơi đủ thứ mình hơi đau ngực cơ sau lưng hơi đầu gối hơi tại chỗ tụi lúc nào chả đến suy xỉu. Thế mình giờ mình suy nghĩ cái này là kinh nghiệm lâm sàng, giờ biết có chỗ nào chưa làm không. Thì nhớ lỗ tai không đụng tới không tại sao cái lỗ tai mình ít xài lắm, có đồ hình ít xài thì này thấy thôi, bây giờ còn chỗ này tôi chưa làm để làm nha. Lấy quay giò kéo lên này chỗ này nè, cái chị không có tay chỉ nha, chỗ này tương ứng như đầu gối, chỗ số con đi qua chỗ này nè để chú này học thì chỉ nha, hơi khó cái lỗ tai hơi khó. Cái lấy quay giò kéo nó cũng nhảy bắn ngay vậy làm đau quá, nhưng mình biết anh mình ấn chút xíu
Chúng nó nói, better, bà nói khá rồi, được rồi, là biết trúng bánh rồi đó, trúng bánh rồi. Hồi cháu bơi bà có nói cái đâu nè, cái gì cũng đâu không cá nữa. Hỏi bà thì bà, nói có bị, xưa có bị bệnh, cũng đau gối lo lắm là hết, rồi giờ tự nhiên nó bị lại. Thế là mấy ngày cũng hơn nữa, tức là hình như cái một phút, hai phút gì, nếu mà nhanh lắm, nói chung là nhanh. Nói cho cô thử anh, thì bà xuống bà, coi chân bà ngồi bà bàn ra, bà ngồi để kiểm tra đó bà. Sao bà cười, bà thấy bà cười vui lắm. Bà thấy không đau đấy, không đau đấy, chắc chiều nay bố được. Thì mà để đề phòng á, thôi chiều nay năm bốn giờ, 4 giờ thì đến nhà lớn này để tôi kiểm tra coi, đề phòng nó đau lại. Dành cơm trưa rồi 4 giờ lại, thấy bà múa, bà nhảy tùm lum là bà nói được, tối nay được rồi. Trời ơi, mùa đâu đó. Mà có cái vụ đó, sao vụ tính vụ vậy mà đâm ra lại là cũng kể là anh em có vui. Bởi vì khi mình đi cơm trưa về á, gặp cái bà, những mẫu của bà mình đi theo mà phụ tá mà, phụ tá của đó. Bà trên lầu xuống mặt mày bà cũng kêu là biết không xong rồi, không xong rồi. Lên rồi bà khóc, cô mà vũ công á, con ca ra cũng khóc, góp khô luôn. Lần đầu tiên mới thấy đầm khóc nha, lần đầu tiên mới thấy đầm khóc. Bây giờ mình gặp ta mắc mới, ta khóc trên tình thương của ngoài, ai khóc á. Nhưng mà lúc ấy bà khóc thật luôn. Rồi thì cái đồ cũng phải dỗ dành cho tới người đó để mình chịu cho. Mình không biết theo trong thời gian sụp động cũng là kết làm anh em được cái vui đó. Mình đi có chung mình chung vô cái chỗ lưu niệm vui. Đó rồi cái rồi đó rồi chiều tới chiều tối á. Bảy giờ mấy tới thành ủy đi dự. Rồi mấy ông rồi coi gì múa rồi gì. Thì thầy được á. Ta đứng ở giữa sân khấu đó, ta đứng là ngày hôm nay mà chúng ta ngồi đây mà được xem nữ nghệ sĩ nổi tiếng thế giới là mặc gì đấy múa vũ á, thì cô vũ solo không có người thế, nên nó cũng vũ đạp nhảy cả hai tiếng hồ thì sao cũng chưa nổi. Thế mà múa được thì cảm ơn bác sĩ Vũ Châu đã chữa sáng này nè, để chữa muốn khỏi đó thì mời đứng dậy thì đứng dậy và vỗ tay quá trời luôn. Rồi đó một ông thường vụ thành ủy ông cũng quay là thầy ngồi ở sau lưng ông cũng quay là cảm ơn ông cũng biết thầy vì thầy có chịu hình không thì hôm nay trời cũng may quá nhờ có anh chứ còn mất mặt lắm bởi vì đến thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh mà chữa cho các bà không được thì từ quê mà lại người ta tin thầy hơn là đưa vô bệnh viện ác không đưa vô bệnh viện nha mà đợi nhờ thầy chữa chứ không đưa vô bệnh viện may mình chữa được thầy ta người ta cảm ơn lại chứ đúng gì cái vậy là phải đưa vô bệnh viện rồi. Nhưng ta mới tăng tin mình đó là sao chứ. Những cái ca thì nhớ tới giờ luôn. Thì có một điểm thôi, mẹ nhắc lại. Có khi buổi sáng mình chữa quá trời đất có mấy tiếng hồ mà không đánh. Bà đem cho một phát này là tự nhiên bà không có được. Thì thế để bạn lưu ý cái này ca này lắm. Tức là đối với những chẳng á, đâu chỉ một người thôi. Cũng ăn lên chứ không có một phát đồ. Tại sắp mơ mình làm phát đồ từ lưng ra rồi. Mình cũng làm, cũng hơ, cũng lăn, cũng ấn, làm đủ trò mà không anh thầy ra cái chỗ nào nó đúng á chị nhận hay nó đúng có như một người mặt ra mà lưu ý cái này cái định tưởng là lúc nào có nhiều miếng còn có nhiều khi bạn quấn một người ba quá rồi nhập lại không thấy người rồi kêu nó em tính đủ đem làm đủ rồi mấy chục phát đồ lận mà chả thấy giúp cái gì thì thầy nói diện dẫn giống như bây giờ cánh cửa này à, nếu bạn mở đúng chìa là nó sẽ mở ra đúng không. Còn không nói chuyện mà càng người ta cứ mổ tới mổ lui qua đâu có ra gì đâu. Cho nên cái lắng nghe cơ thể rất là quan trọng. Nhiều người hỏi làm gì được này, cứ làm lại đi. Để mà thủ sẵn, để làm bớt thì đổi. Chứ từ nó bớt là bớt liền à, như hồi nãy như kể đó, bớt là bớt liền à. Cũng chẳng có nhảy. Cho nên là còn muốn bền á thì vô lưng hoặc là phải đánh một ngày ba bốn lần á. Thì cứ làm mới bền. Và như thầy nói như cái làm cái kiên trì á. Nó phải hết đợt này tới đợt kia. Đợt kia là nó hết, nó tắt rồi mới bệnh. Còn nếu bạn đánh sơ sơ, bạn gỡ ra, bạn để thì nó là bị lại. Mọi người không biết. Mọi người uống thuốc mà không đủ liều thì tất nhiên đâu hết rồi. Đó là cái nguyên tắc mà mấy bạn cần đánh điểm cái này. Cái con này kêu ra, mấy ông đầu hết nó bị trở lại hoài. Đánh chưa đủ liều, uống thuốc chưa đủ liều. Rồi có cái này uống thuốc quá liều nữa. Nó liều thì nó phản phục đó. Thì quá liều nó cũng bị nữa. Quá liều bị đau trở lại và nó hành xác mình. Các bạn nên nhớ rằng những việc đạo đó mà mình làm lúc nhiều cái quá thì nó không máy đứng á, giống như đi tính á, mình gõ lúc mấy cái lúc á
tự nhiên biến tái luôn, rồi phải reset lại. Khi đó phải gạch mặt một có reset đó, với lại số 0. Nhớ nha, giống như mình làm bữa nay dạy niệm công, bữa nay dạy niệm công mình lại con số đó, mà bạn niệm lung tung đó nha, là nghĩa là phải nói là quá sống dở chết dở, cho nên nó khó chịu, nó lằn xằn, nó không hiểu thế nào. Thì khi đó phải bấm quyền số 0 hoặc là gạch mặt thì nó mới trả được bình thường. Con số quyền mà mình làm lộn con số đó không có được cái mặt, bởi vì mình dám để vô thì cái não nó tìm không ra, não tìm ra thì nó làm cho mình lằn xằn khó chịu, có người bị rồi, mấy người đó niệm công làm số đó, làm số số bắt đồ đó. Bây giờ thầy nói, cái đồ hình mà ở trên đường sau biết rồi không? Thì vô quay có sách rồi đó, mở ra nhà kêu có coi kỹ. Mấy bạn muốn mà học tốt á thì đọc chậm đi, học chậm á, chứ đừng giống đọc báo là không được rồi. Nếu mà học mà như đọc báo là không được rồi, đọc báo là đọc báo thì đọc, nhưng mà sách thì học, chứ đâu có dụng là giống như đọc báo. Đọc là nghiêm trọng lắm, rồi phân tích mình suy nghĩ là sao đó thì sẽ thông hết nè, thì nó quá dễ. Có gì dễ thì mình đưa thấy đồ hình thế này, biết chỗ nào bộ phận sao mình làm cho nó có được cái lớn cái nhỏ. Ví dụ bây giờ cái đồ hình nó trước ngực à, quên là nói cái chuyện này ngoan nghe tự nhiên. Hồi đó cái bà, cái cô này của học ở Nga rồi, nhà thì bác sĩ mà không biết bữa thăm mà đi Tết, thì tới bữa tới mấy bữa rồi tự nhiên bà bị sụi hai chân, thì chỗ như bệnh nhân ra đấy không biết mình chuyện, thì mãi mới ra cái bệnh rất hiếm, một triệu người có 2-3 người, ta nó không biết mình gì đó, bởi vì không cần người ta biết, không cần người ta biết, nhưng mà hai chân sụi đi chơi à, thì sao thì tìm nguyên nhân, thì tất nhiên là ngoài không được thì nghe tiếng này thì lại mò tới đó, thì mấy bà thì cũng cán bộ thì tổng biết này, thế lên tới thì thầy cũng chữa hai chân nó sủi. Bạn chưa biết đâu, mấy người mà bị liệt á có cái chân họ vậy đó, mà khi họ đã liệt rồi nó nặng ôi là nặng luôn, giờ không lên anh em biết là ai mà chữa liệt không biết nó nặng ơi chị dở dở khó. Mình dở người bình thường nương theo mình thì dở dễ, ngoài cái thứ người bị liệt rồi coi như bỏ cục đá thì cục đá với em rồi thì làm không được. Thầy mới đi, thầy cũng nghĩ coi có cái đồ mình chưa làm không, mới nhớ trường gặp bắt đồ cái người này không biết sao mình vẽ ra mình ít làm luôn. Mấy thứ thì cũng hai lần mà, chứ thứ hai mình thấy nó giống ở đây quá mình lấy cái làm gì thì cũng không khỏi đây đây thì vẽ ngoài gì ở chân nằm đây, chân lại chỗ hai đầu gối đó, chỗ người cái hải bằng chân ý này nè, cái gót ở đây, gót dùng cái hải nè, thì thầy lấy ngay cuối thầy ra cho cô nằm. Hơi vừa tới người cái hải là khoảng chiếu hai cái gót chân ấy, và biết chuyện gì xảy ra, hai cái chân đưa lên mũi luôn, nó nặng hồi nãy mình dỡ thì không được, mà bây giờ hơn một phát hai cái chân cùng lúc đưa lên nó phải 45 độ mới là nha, phải đưa chút xíu à, đưa lên cao nè, rồi mình kéo hai cuối ra đứng trước mình, hai chân đứng trước mình. Rồi thí nghiệm để qua một chân thì một chân đưa lên đâu, chân kia không được, hay là hay cái đó đó, nhất qua bên trái đưa mà mặt không được, mà đi nữa thì hai cái cùng đưa đi. Thì cái trời cũng bị ổn cái vấn đồ, ổn cái đồ này nó hay quá trời rồi, trước mình bỏ quên nó giống như lỗ tai nè, tại vì tụi nó mấy học trò ngạo thầy nó tay thầy nhiều con quá mà thành ra quên, chứ mới gì chơi học quyền cũng nhiều việc quá đâu ra quên đồ hình cũng nhiều đồ hình quá quên nhiều con quá sẽ nhớ được. Thật sự ra trên thực tế thầy có 4 đứa con, 3 đứa con trai 1 đứa con gái, không có nhiều con đâu nha. Có người nhầm nói đâu ai biết, có người nhầm nói không, không có biết thầy cũng nói đâu. Thực tế là có 3 đứa con trai 1 đứa con gái. Còn cái nguyệt á thì đúng là có nhiều cái mình quên, mà cái gọi là đồ hình cũng quên luôn, cho nên mới đẻ ra cái nạn mà quên đến cái lỗ tai rồi quên ở cái này nữa. Nhưng mà khi làm thấy hay quá trời rồi đấy, thì tất nhiên sau đó là chưa tiếp tục
Thì cái việc đầu tiên là cổ không có đi tiểu mà mất tiểu mà đi đi liền á. Cổ nói cái khổ mà thầy giúp tụi em được là em mừng quá trời, là từ khi thầy chữa xong giờ tối đó cổ nó không có bị mất tiểu mà đi tiểu liền ở trong ngủ chung mà qua nằm ở chỗ đấy mà phòng riêng cũng là bốn người phòng. Thế thì đái hoài đó mà phải thay tả hoài, nó thay quá thì người ta đau lắm, không biết sao giờ mình đi ráng chịu thế nào. Nhưng mà trong mình chữa rồi hết chỗ đó, trước tiên là tâm mình thì sao dưới từ từ cái khá lên rồi đi cho điện tử tới chữa của nhà cũng không có đi, sao cũng đỡ rồi cũng khá cũng đi được. Thì đến nhà thì phát hiện tại sao cũng bị cái này giả thuyết thôi nha, nhưng mà cũng có lý. Mấy bạn nên lưu ý những cái cây vàng ăn, hiểu không? Thầy thấy đến nhà buổi sáng thì thấy có cái trái thanh long á, để cái dĩa đó. Ủa, tụi em ăn sáng rồi này anh? Tụi nói em chưa ăn sáng rồi này. Mình nghĩ là tốt thì thôi, có ăn lâu rồi. Thì thầy thấy khả nghi lắm, có thể là cái này thủ phạm. Thầy trái thanh long nó mát lắm, nó mát mà ăn sáng là không ăn mà đây. Thì tự nhiên bữa nào nó sủi không may. Cho nên mấy bạn mà ham uống cam, nước cam mà gọi là không có bỏ đường nữa nha. Mấy bạn gái á, cái da thấy nó cũng đẹp, phải nói với nó da đẹp mà rồi tăng sức đề kháng, vitamin C, thủ tọa, chống lão hóa. Lão hóa là gì không cần biết. Nhiều trước mắt sẽ là một người lãnh cảm, một người lãnh cảm và hai bị cảm nữa. Lãnh cảm là VCT, tức là không có thích vợ chồng á, không thích làm tình á, không thích quan hệ. Và một cái nữa là người lạnh tanh, giờ mát lắm, cái mặt mát rồi và hay bị cảm lắm. Tại vì nó âm, âm như có gì đó. Bây giờ theo Tây Y thì tâm ca ngợi mấy cái đó lắm. Cho nên mấy người học trò, mấy người phụ nữ mình cũng làm sách tập báo rồi đó. Cho nên phái uống ra, thì mình kể đó. Cho nên phải cảnh giác mấy người đó. Chúng ta ăn là thì có âm dương, giống như người xưa nói âm dương quân bình để bệnh hoặc là không bệnh. Còn nếu mà lợi qua bên á, nó mất quân bình lại bệnh, nó mất quân bình về hướng nóng thì bệnh mà hướng lạnh của mình luôn. Cho nên khi mình đang uống mình phải cẩn thận ba vụ đó để mình tiêu tốn quân bình. Nhà này ăn lúc nào cũng có rau mà từ từ thay đổi từ bữa nay khác, bữa nay khác không ăn giống. Cái ăn mình giống một món ăn hoài á, cả tháng ăn nửa tháng mình nghiện, ăn đủ món ăn hoài để cho nó không nó mình nó nghiện. Vì trong người mình có nhiều chất thì dĩ nhiên là mình ăn nhiều chất là nó đúng. Có người nhiều chất ăn có chất, ăn có chất mà ví dụ tái ăn thịt kho tàu ăn hoài thì ông dưỡng sẽ bị. Ông ăn thịt kho tàu hoài thì ông có phải hồi đó năm mấy sáu mươi tuổi gì người tài miên bị bóng vì cái cholesterol nó nhiều mỡ nhiều hơn ăn bây giờ tôi huyết áp. Tức là một số thức ăn coi chừng. Còn ăn mắm, mắm dễ được ăn. Mắm giờ rau á, ăn ngon dễ được ăn. Tại vì nó tăng gáp vậy lắm. Thì thầy nói để nói bạn phải nghiên cứu thêm mấy cái đó. Thầy nói bạn sắp á, thẩm thực diễn sinh á. Thì trở lại cái đồ hình thì thầy nói có những cái đồ hình mà mình ít xài lắm. Nhưng mà mình xài thấy dịu dưỡng vô cùng đó. Tất nhiên mình phải lâm sàng, mình phải làm. Còn nếu bạn chỉ có thói quen làm trên mặt không á, hay là thói quen làm phát đồ không á, có 50 em phát đồ số ngàn đô đang xài hoài. Tại vì nó có sẵn, nào là bổ ông huyết, nào là chống nhễn nhẹt, nào là giảm tiết dịch, nào là giảm đau gì tùm lum, thành thói quen. Bởi thầy mới để cái kỳ này thì để phát đồ ra sao, hiểu không? Dạy nó dạy mấy cái không phát đồ trước. Thầy phát đồ có sẵn thì cũng mở ra một đống đó trong sách. Nhưng mà cái hướng đi của thầy bây giờ trong tâm là đơn giản quá, cái con này là tích việc hoặc là công việc để chúng ta triển khai nhanh hơn, ít tốn thì hiệu quả cao hơn. Thì bạn biết cái xu hướng này hiện nay làm này, còn cái kia do hồi xưa thì chăm kim, thì lưu lại những cái kiến thức đó, những kinh nghiệm đó thì giữ cho thầy không có bỏ. Bây giờ thầy nói trên ra đây, bây giờ nói cái bàn tay, cái bàn tay ngón tay là cái cực nhỏ, nhưng mà thường cái nhỏ là nó mạnh ghê luôn, thấy không? Ví dụ cái hút của mấy người phụ nữ hút cái giáp gì đó, cái gì gọi là cái đế nó có chút mẹ, cái đế mấy bà mà mấy cô chuyên gia đấy, trời ơi cái bà lớn này nè, trời sợ như cái đế đó, đạp mình cái là chẳng tiêu đời. Cái lớn thì cũng ghê là mẹ cái nhỏ này ghê. Mà đi mà đi thầy nói công công gì, view ra sao mà đi bị
đi á, đàn bà đi cái đó nó đau cái chân lắm, mà nó bị bệnh nữa, mà nhất định gì cái đẹp, mà nhất định đi, đi chi luôn. Mà ta thấy đàn bà mê cái đẹp, mê cái đẹp hơn gì, à đúng rồi, mê cái đẹp hơn gì chết, mê cái đẹp hơn gì chết đúng rồi. Đẹp chứ đã tính sao? Hay hỏi ta sẽ nghĩ. Tại vì anh giữ mấy ông ngó anh chị à, mấy ông phải tôi đẹp thì tôi làm gì chứ biết. Đó là cũng không dò không. Thì cái mà đi mà thế thì cái ngón tay này nó nhỏ lắm, thì nó cứng mạnh luôn. Mà để lưu ý vậy. Cho nên cái ông này nè, ông cái này nè, ông làm mà không nó đi dành nè. Đi dành làm xong cái cao mới làm luôn. Mới báo cáo lên. Mới kể vì sao thì sao báo cáo.